Chịu được nữa rồi, mình quyết sẽ ra đi. Mình cũng vậy, mình sẽ đi cùng với bạn. Mình đồng ý, chúng ta phải chứng minh cho người lớn thấy chúng ta đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vậy bây giờ tụi mình về nhà chuẩn bị đồ đạc đi. Ừ, 30 phút nữa gặp lại nhau ở chỗ này nha. Đứa mới về hả? Đi rửa tay rồi ăn cơm nè con. Con sẽ ra đi, con có thể tự lo cho mình. Từ nay con không cần ba mẹ lo cho con nữa. Con nói cái gì vậy Đốm? Con còn giận mẹ chuyện tối hôm qua nữa hả? Con không giận mẹ, con lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được. Con đi chuẩn bị đồ đạc đây. Đốm đi chơi vui vẻ nha. Chiều nhớ về sớm, mẹ chờ cơm đó. Bây giờ tụi mình lên đường thôi. Tụi mình nghỉ chân chút xíu ơi, mình mệt quá à. Nãy giờ mới đi được có chút xíu à, bạn bụng bự lười biếng quá à. Lúc nãy về nhà dọn đồ, mình chưa có ăn cái gì hết á. Sao Đốm toàn mang đồ chơi không vậy? Có ăn được đâu, đi vậy là chết đói á. Ờ ha, vậy tao tao có mang theo gì không? Sao toàn là đồ điệu đi biển vậy? Bởi vậy ta nói chỉ có bụng bự ta mới là người trưởng thành thôi. Nè, toàn đồ ăn không nè. Mệt quá đi. Mệt quá. Các bạn ơi, ở đó có căn nhà kìa. Hình như có mùi thịt nướng. Hay là mình vô đó đi Đốm. Chào các con. Các con đang đói bụng đúng không nào? Ông cho tụi con đồ ăn hả ông? Đúng vậy, các con có muốn không nào? Dạ, tụi con cảm ơn ông, tụi con đói lắm rồi. No hết rồi phải không nào? Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Giờ cho ta thu tiền. Ủa, không phải là ông cho tụi con ăn miễn phí hả? Có ai cho ai miễn phí bao giờ đâu. Trả cho ta 3 vạn tiền. Nhưng tụi con không có nhiều tiền, chỉ có như vậy thôi. Thôi được rồi, không có tiền thì làm việc trả công. Ta là kẻ bướng bỉnh, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bỏ nhà đi bằng cách nhốt chúng bay mãi mãi vào trong lòng. Ông ơi, ông cho con về nhà đi, con không muốn xa ba mẹ đâu. Tụi con biết lỗi rồi mà. Cứu con với nhà ba mẹ. Mày la to như vậy làm sao ký ức ta ngủ yên được. Đừng sao, đừng có bỏ nhà đi nữa nghe chưa. Tụi mày về nhà đi.